Ở đây nha, đây là dừa ẻo khô. Có anh em nào mua thì cứ nhắn tin cho mình nha. Đây dừa, do dừa ẻo nó ít nước nên phải chặt sớm. Lắc nước là mình phải chặt rồi. Nghe lắc nước không? Lắc nước là mình phải chặt. Nó lắc nước không? Như để khô quá là nó khô hết nước. Đây chặt xuống vậy đó, anh em nào mua thì nhắn tin cho mình. Một trái thì 12.000 đó, có gửi cho anh em ở xa xa mua nhiều nhiều thì gửi được cũng được. Trái 12.000 nha mọi người, số lượng nhiều lắm, cỡ một thiên tới hai thiên vừa khô vừa ẻo gặt luôn nha. Đây vừa ẻo trái gặt luôn, một buồng này là tiện bó bớt rồi đó, cho trái tròn đó, cái một buồng khoảng 40 50 năm số chục trái.